Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8, Lào Cai ghi nhận 483 trường hợp mắc COVID-19, tăng 196 trường hợp so với tuần trước đó. Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh. Mắc COVID-19, do mới tiêm một mũi vaccine, lại có bệnh nền, nên bệnh trở nặng rất nhanh. Chị Vàng Thị Khu được chuyển về điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau 10 ngày nhiễm, chị vẫn đang phải điều trị tích cực. Tôi không tiêm được vaccine COVID-19 do huyết áp cao, nên khi bị bệnh nặng hơn rồi vào viện phải lọc máu. Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian gần đây đã tiếp nhận điều trị thêm nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Đa phần những bệnh nhân diễn biến nặng thường là chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đầy đủ. Có bệnh nhân phải thở oxy hay chuyển tuyến trên. Quan trọng nhất để phòng chống bệnh COVID trong thời gian hiện nay đó là thực hiện tiêm phòng và tiêm nhắc lại đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. Xuất hiện các triệu chứng thì lên đến cơ sở y tế để kiểm tra, xét nghiệm, tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra mà khi do đến quá muộn không được cứu chữa kịp thời. Dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Lào Cai nằm trong nhóm 10 tỉnh đạt tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất cả nước. Nhưng trước tình trạng số ca mắc gia tăng, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới với khả năng lây nhanh. Thời điểm này cũng xuất hiện nhiều bệnh dịch như cúm mùa, tay chân miệng. Thì để an toàn trước dịch bệnh, yếu tố quan trọng vẫn là tiêm đủ liều vaccine. Từ nay đến trước khai giảng, đơn vị y tế phối hợp với lại ngành giáo dục để tập trung vào tăng cái tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và tỷ lệ tiêm mũi 3 cho sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi để nhằm chuẩn bị cho một cái năm học mới an toàn. Theo kế hoạch trong tháng 8 này, toàn tỉnh cần phải tiêm 240.730 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng đến lịch tiêm. Đến hết ngày 25 tháng 8 mới đạt gần 103.000 liều. Để hoàn thành kế hoạch, chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường miễn dịch cho bản thân, người dân cần tích cực chủ động tham gia tiêm chủng khi đến lịch.